có đúng. Lời đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy kỹ sư Lưu Phương Hiếu cùng toàn thể các anh chị em và các bạn trong group đã chia sẻ cho em những cái kiến thức rất bổ ích. Nhất là em gửi lời cảm ơn đến thầy kỹ sư Lưu Phương Hiếu, thầy đã tạo cho em rất nhiều cái động lực và cho em những cái kiến thức rất là hay. Hôm nay thì em mạn phép làm một cái clip chia sẻ về bản thân của mình. Thực tế thì đây cũng là lần đầu tiên em quay một cái clip mình trực diện như thế này. Em tên là Vương Văn Hiệu, em năm nay 30 tuổi, quê gốc của em thì ở Hà Nội. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em thì đang làm nhân viên văn phòng trong một công ty bảo hiểm kinh nhân thọ. Em có một cơ duyên biết đến thầy Dương Trung Hiếu cũng khá lâu, cách đây khoảng 8-9 năm, vào khoảng năm 2011. Khi đó em biết đến thầy qua những cái clip thầy chia sẻ về Photoshop. Em nhớ lúc đó mình còn download được bộ VCD, khoảng 32 đĩa VCD và 4 đĩa DVD của thầy chia sẻ về cái Photoshop giống như bắt đầu vàng. Rồi, thực hình những cái bộ đĩa đó của thầy rất là hay. Từ lúc đó em có cái sở thích về Photoshop. Rồi sau khi học đại học xong thì được kể từ lúc đó thì sau khi học đại học xong thì vào khoảng năm 2012 thì em vào Tiền Giang và bắt đầu đi làm. Khi đó thì mới đi làm thì lương nó cũng thấp, rồi em nghĩ là mình phải tìm một công việc gì đó để kiếm thêm thu nhập. Em đang ngang trên mạng và bắt đầu tìm hiểu về phương thức make money online. Lúc đó em cũng tham gia một số cái phương thức kiếm tiền như là buy to click, BTC quảng cáo, rồi ngó cắt ca, rồi cũng đầu tư một số cái hình thức kiếm tiền giống như kiểu mô hình fat boy, cứ người sau và người sau trả được người trước. Lúc đó thì em cũng có một số trang thì cũng được bán ít tiền và cũng có nhiều trang thì cũng bị scam. Cái nhất là các cái hình thức mà theo mô hình fat boy. Em nhớ là năm đó, năm 2016 thì ở Việt Nam rất là đang theo cái phong trào kiếm tiền như vậy, cũng có rất nhiều người được nhiều tiền, thấy cũng ham rồi cũng theo, cũng đầu tư theo. Lúc đó thì em cũng bị nhiều trang scam, nhưng mà em thì không mất nhiều tại vì không có vốn, giống như chơi để lấy lái đầu tư lái thôi, giống như chơi đầu tư ít tiền lấy lái để đầu tư tiếp thôi. Mất scam thì nó mất công. Rồi thời điểm đó thì mình scam rất nhiều trang, sau đó thì em cũng nghỉ một thời gian không có chơi nữa. Vào đến một thời gian sau thì khi đang sang trên mạng em có cái cơ duyên gặp lại thầy kỹ sư Dương Trung Hiếu. Lúc đó thầy đang chia sẻ về cách kiếm tiền YouTube. Và tôi chỉ nhớ ra thầy này là từ trước mình còn đang đi học Photoshop của thầy. Thầy chia sẻ rất hay, thử vào thử nghe thì em thử. Từ trước thì tham gia kiếm tiền với trước kia thì em chưa biết đến cái kiếm tiền YouTube, em không có tìm hiểu. Xong rồi em cũng vào thử nha, lần này thì thấy thầy chia sẻ em vào thử xem nó như nào. Thì trước cũng tham gia mấy trước kia mình thua rồi, mình cũng chán cũng được hôm nay rồi. Rồi sau đó thì em nghe mấy cái chia sẻ thầy mình cũng hay, em bắt đầu đi tìm hiểu về YouTube. Rồi em cũng lập ra một kênh YouTube. Em thì em thích làm về vlog, đi du lịch để quay những cái thắng cảnh. Thì em nghĩ là những cái đó thì sẽ có nhiều người xem, thế là mình có thể đưa ra cái thị trường nước ngoài nhiều, cho Việt kiều họ xem và nhiều cái quê hương thì sẽ được nhiều tiền hơn. Nhưng em bị tật chân, em thì yếu, cho nên là em không thích hợp làm những chút đó. Thì em mình nghĩ em lập ra một cái kênh YouTube để chia sẻ về cái thủ thuật máy tính, thủ thuật buộc treo. Tại vì những cái đó thì em cũng thích, cũng thích cái đó. Nhưng mà làm về những cái đó thì nó view là rất là ít, view Việt nó rất là ít, nó không có nhiều người xem như các cái kia. Thì em cũng tạo ra một kênh thì cũng đã bắt được kiếm tiền. Thì lúc đó YouTube nó cũng thay đổi cái chính sách.
là trong vòng 12 tháng phải đạt được 4.000 lượt xem, tới 1.000 người đăng ký. Thì cũng vào thời điểm đó thì kênh của em lại bị cắt tiền điện, và lúc đó em cũng có bận việc riêng, thật ra là cũng không có tiếp tục làm. Bây giờ thì em cũng bắt đầu làm lại kênh YouTube của mình. Rất may đợt này em được vào chủ, rất may đợt này em cũng được thầy và các bạn phê duyệt cho vào nhóm. Thầy các bạn chia sẻ là những cái clip với từ bản thân, nên có lấy lại cái nhiều cái động lực để tiếp tục làm. Và em hy vọng là sẽ được đồng hành cùng với tất cả các bạn, các anh chị trong group, và chúng ta sẽ cùng nhau sớm đi đến con đường tự do tài chính. Trước mắt thì em chỉ mong sao là mỗi tháng mình có cái thu nhập thụ động từ YouTube được 500 đô là rất là mừng rồi, nó giải quyết được rất là nhiều việc của em, cá nhân của em. Nhờ xin chúc thầy cái sư Thương Hiếu cũng là để các anh chị em và các bạn trong group có sức khỏe dồi dào và thành công.